chúng ta cùng đến với sân bóng Binan, trận ra quân của Việt Nam. Việt Nam gặp Brunei, tỷ số vẫn là không đều. Đội Việt Nam được hưởng quả đá phạt. Cầu thủ Việt Nam ra sân với trang phục màu đỏ. Đây là một cơ hội rất tốt để Việt Nam mở tỷ số. Bóng được đặt ở vị trí rất thuận lợi. Quang Hải ngày nay không đá chính. Không vào! Pha cứu thua của thủ môn đội Brunei. Bắt chính của Brunei ngày hôm nay là thủ môn Zabidi. Đây là pha dứt điểm của trung vệ Tấn Sinh. Tình huống đổ ngược hợp lý của thủ môn Zabidi. Vẫn là thủ Việt Nam. Không vào, vào rồi. Như vậy là 1-0 cho đội Việt Nam. Pha cản phá của thủ môn Zabidi. Tuy nhiên sau đó chúng ta đã có tình huống bồi thành công. Hà Đức Trinh bật lên dứt điểm. Tưởng rằng thủ môn Zabidi đã cản phá được. Tuy nhiên sau đó bóng vẫn bật vào lưới, chính xác là tung lưới bên ở bên trong. 1-0 cho Việt Nam. Hà Đức Trinh tác giả bàn thắng đầu tiên của Việt Nam tại SEA Games 30. Đức Trinh và Tiến Linh sẽ là những trung phong của Việt Nam tại SEA Games lần này. Đây là kỳ SEA Games mà công tác chuẩn bị của ban tổ chức có thể nói là nhiều bất cập. Cho đến trước giờ bóng lan ở bảng A, bảng B, bóng đá nam thì rất nhiều khâu chuẩn bị vẫn còn ngổn ngang. Từ tín hiệu vệ tinh cho đến công tác báo chí và truyền thông, cũng như là những thủ tục cuối cùng chuẩn bị cho lễ khai mạc. Chắc chắn sẽ là một thế trận sân toàn diện của các cầu thủ Việt Nam. Đường xuất phát của Việt Nam ngày hôm nay gồm có số 1 thủ môn Bùi Tiến Dũng, số 2 Đỗ Thanh Thịnh, số 3 Huỳnh Tấn Sinh, số 4 Hồ Tấn Tài, số 6 Lê Ngọc Bảo, số 7 Triệu Việt Hưng, số 9 Hà Đức Trinh, số 12 Trương Văn Thái Quý, số 14 Hoàng Đức, số 18 Nguyễn Thành Trung và số 20 là Nguyễn Trọng Hùng. Huấn luyện viên trưởng U20 Việt Nam là ông Park Hang-seo. Chúng ta đang theo dõi trận đấu trên sân Binan, thành phố Binan thuộc tỉnh Laguna, phía tây bắc Philippines. Hai đội đang chơi trên mặt cỏ nhân tạo. Sân Binan có sức chứa là 2.580 chỗ ngồi, sức chứa rất khiêm tốn. Đường xuất phát của U22 Brunei gồm có số 16 thủ môn Zabidi, số 4 Zaini, số 6 Amiruddin, số 7 Nosamri, số 8 Damit, số 10 Naziruddin, số 11 Asman, số 12 Muhammad Said, số 14 Hazik Azim, số 15 Gaini và số 20 là Bin Said. Huấn luyện viên trưởng của U22 Brunei là ông Amiruddin Jumat. Nhiều khả năng đây sẽ là một ngày nhàn rỗi của thủ môn Bùi Tiến Dũng, khác hẳn với đồng nghiệp Zabidi của U22 Brunei. Ở tuyến giữa của U22 Việt Nam lúc này là hai cầu thủ Triệu Việt Hưng và Trương Văn Thái Quý. Hà Đức Trinh đá phía trên cùng với Trọng Hùng và Hoàng Đức. Theo chúng tôi thì việc Hoàng Sơ cất hàng loạt cầu thủ chủ chốt ở trận đấu gặp đối thủ yếu Brunei là rất hợp lý. Tuy nhiên cũng chỉ cất 5 người dự kiến trong đội chính thôi.
Và đây là một tỷ lệ đan cài thích hợp để chúng ta vẫn có một lối chơi tưng bừng, có một tỷ số thắng đậm, đồng thời giữ được những bài chính của mình và những trụ cột quá tải được nghỉ ngơi. Ở hai cánh của Việt Nam lúc này là Thanh Thịnh bên trái và Hồ Tấn Tài ở cánh phải. Pha căng ngang của Thanh Thịnh. Thanh Thịnh đã chứng tỏ được rất nhiều từ vòng loại U23 châu Á đầu năm nay. Bộ ba trung vệ U20 Việt Nam lúc này gồm có Tấn Sinh, Ngọc Bảo và Thành Trung. Số 20 của U22 Brunei là tiền đạo Bin Said. Trên sân lúc này Brunei đá với hai tiền đạo là Najiruddin và Bin Said. Các bạn đang theo dõi buổi tường thuật của đài truyền hình kỹ số VEC. Trận ra quân của U20 Việt Nam tại bảng B bóng đá nam SEA 30, cuộc đấu sức giữa Việt Nam và Brunei. Cầu thủ Việt Nam đang dẫn 1-0 với bàn mở tỷ số của Đức Trinh. Hà Đức Trinh đã đánh đầu rất mạnh. Ở trận ra quân của giải U23 châu Á tại vòng loại tháng 3 năm nay, U22 Việt Nam đã vượt qua Brunei với tỷ số 6-0. Hà Đức Trinh cũng là người mở tỷ số và cũng từ phản ghi đầu. Trong trận đấu vòng loại tại Mỹ Đình thì 6 bàn thắng của Việt Nam được ghi bởi 6 cầu thủ là Hà Đức Trinh, Thành Trung, Thanh Bình, Việt Hưng, Tấn Sinh và Quang Hải. Quang Hải vào sân hai người và ấn định thắng lợi 6-0 từ chấm phạt đền. Đội trưởng của Việt Nam ngày hôm nay là Thanh Thịnh. Thanh Thịnh là cầu thủ SCB Đà Nẵng, một người đá cánh công thủ toàn diện. Thanh Thịnh năm nay 21 tuổi. Tại SEA lần này, U20 Việt Nam ở bảng B cùng với Thái Lan, Indonesia, Lào và Singapore, cả Brunei nữa. Sau đây 3 ngày Việt Nam sẽ gặp Lào. Bảng A có các đội Philippines, Malaysia, Myanmar, Campuchia và Timor Leste. Trong ngày hôm nay, tại bảng B của bóng đá nam chỉ có duy nhất trận đấu Việt Nam gặp Brunei. Bảng A ngày hôm nay có 2 trận. Chiều nay cùng giờ với trận đấu mà chúng ta đang theo dõi thì Malaysia gặp Myanmar, và lúc 19 giờ chủ nhà Philippines gặp Campuchia. Đường truyền quá sâu. Trọng Hùng đang là mũi tấn công bên góc trái của U20 Việt Nam. Ở phía đối diện là Hoàng Đức. Amiruddin. Sau khi biết được là tại SEA lần này Việt Nam sẽ đá trên mặt cỏ nhân tạo,
Huấn luyện viên Vasser đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Ông đã cho các cầu thủ làm quen với mặt cỏ nhân tạo từ rất lâu. Đây là thời điểm mà chúng ta rất tự tin bởi đang có lực lượng hùng hậu và huấn luyện viên rất giỏi, có khả năng thao lược và chuẩn bị kỹ lưỡng khoa học. Pha phản công của U23 Brunei. Hà Đức Chinh, Trọng Hùng bên trong. Phút thứ 19 hiệp 1 của trận đấu, tỷ số vẫn là 1-0. Cầu thủ mở tỷ số là Đức Chinh. Trọng Hùng. Hà Đức Chinh đã trải qua một khoảng lặng trong sự nghiệp ở mùa giải 2019. Hai tháng gần đây thì phong độ của Đức Chinh có vẻ như đã tốt hơn. Hà Đức Chinh là người gỡ hòa một đều cho Việt Nam khi gặp UAE trong trận giao hữu tại sân Thống Nhất hồi tháng 10. Thành Thịnh. Cầu thủ Brunei đang chơi rất nỗ lực, di chuyển nhiều và chịu khó bắt người. Sau vòng loại U23 châu Á tại Mỹ Đình hồi tháng 3 thì U23 Brunei chưa có thêm một trận đấu chính thức nào. Đến lúc này hàng công của đội Việt Nam vận hành chưa được như ý. Các vị trí không dễ để tạo ra sự liên lạc. Trong thành phần của U23 Brunei, người xem lần này đáng chú ý nhất là cầu thủ số 9, Faik Bonkian. Đây là cầu thủ dòng dõi hoàng tộc, từng được tập huấn ở Leicester City tại Anh. Ngày hôm nay Faik Bonkia không đá chính, anh đang ngồi trên ghế dự bị. Lúc này dẫn dắt U22 Brunei là huấn luyện viên Amiruddin Jumat. Ngày hôm nay vào lúc 19 giờ, chủ nhà Philippines đá trận ra quân gặp Campuchia. U22 Campuchia cho đến sáng ngày hôm qua mới tới Philippines. Họ xuống sân bay lúc 5 giờ sáng, đến 8 giờ mới có xe ra đón. Và đáng tiếc là ô tô lại đưa nhầm khách sạn, tìm kiếm mãi mới về được khách sạn. Rất mất sức, ngày hôm nay đã phải đá với chủ nhà Philippines rồi. Đỗ Thanh Thịnh. Ngọc Bảo. Thành Thịnh, chuyền vào, sút bóng, tỷ số được đưa lên 2-0. Pha dứt điểm gọn gàng
Đây đang là giữa hiệp 1. Đội Việt Nam đang dẫn 2-0. Việt Hưng có pha tỉa má ngoài chân trái xuống biên cho đội trưởng Thanh Thịnh. Một pha phối hợp rất đúng bài. Ở bên trong thì là cắm Hà Đức Trình đã có cơ hội dứt điểm. Và Đức Trình đã dứt điểm chính xác. Brunei là đối thủ rất thuận lợi để Hà Đức Trình lấy lại sự tự tin. Bắt nhịp dần dần trong một giải đấu quan trọng. Cũng là SEA Games cuối cùng của Hà Đức Trình. Đến với giải lần này, U20 Việt Nam chỉ có hai trung phong là Đức Trinh và Tiến Linh. Vì thế, Hà Đức Trinh nổ súng, thậm chí lúc này đã có hai bàn là điều chúng ta rất mừng. Trong ba trung vệ của U20 Việt Nam thì cầu thủ của đội Phố Hiến Lê Ngọc Bảo đá lệch bên trái. Mùa giải vừa qua Ngọc Bảo đã chơi thành công tại giải nhất. Câu lạc bộ Phú Yên của anh đã lọt vào trận đấu playoff với Thanh Hóa, tức là xếp thứ hai. Bộ đôi thì về giữa của U22 lúc này, Thái Quý và Việt Hưng là những người đã rất hiểu nhau, những người đã chơi bên nhau ở vòng loại U23 châu Á. Đó là vòng loại mà các đội Việt Nam đã toàn thắng cả 3 trận. Trong đó nổi bật là trận thắng đậm Thái Lan 4-0. Bóng quá cao so với Việt Hưng. Chuyền Việt Hưng rất nhịp nhàng. Thanh Thịnh cánh trái với Thanh Thịnh đang hoạt động rất tốt. Tại vòng loại U23 châu Á, Thanh Thịnh đã thay Đoàn Văn Hậu rất thành công. Đang bị dẫn hai bàn nhưng Brunei cũng đã cho thấy quyết tâm, rất chịu khó di chuyển và đeo bám. Thanh Thịnh pha mở bóng dài của Brunei, tình huống nguy hiểm, tuy nhiên đã có tiếng còi. Đúng là tình huống bóng đá chạm tay cầu thủ Brunei. Việt Hưng là cầu thủ nhỏ người, tuy nhiên chơi rất bền bỉ. Tại vòng loại U23 châu Á hồi đầu năm, chính xác là hồi tháng 3, thì ngoài bàn mở tỷ số vào lưới Brunei. Trong ngày ra quân, Đức Trinh còn để lại dấu ấn với bàn thắng mở tỷ số ở trận đại thắng Thái Lan 4-0. Đoàn Văn Hậu chuyền bóng vào Đức Trinh đã di chuyển dứt điểm hợp lý, mở màn cho trận thắng giòn giá 4-0 của Việt Nam.
cầu thủ Việt Nam đang bị đau. Người bị đau là Hà Đức Chinh. Hà Đức Chinh là mẫu tiền đạo sông sáo, sẵn sàng va chạm với đối phương. Cầu thủ đã phạm lỗi với Đức Chinh là Mohamed Jaini. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Vòng Park đã vất vả, tuy nhiên đến lúc này đã thành công. Theo tôi là như vậy. Khi phải phân thân cùng lúc hai đội tuyển. Đội tuyển Việt Nam dự vòng đấu cấp và U22 chuẩn bị cho SEA Games. Những thời điểm vòng Park bận với đội tuyển thì trợ lý Kim Hyun-un là người đảm trách U22. Có thời điểm cả U22 lẫn đội tuyển Việt Nam đều tập ở sân tập của Liên đoàn Việt Nam. Bóng Park Hang-seo luân phiên di chuyển giữa hai sân. Một pha xử lý chính xác của Bùi Tiến Dũng. Ba thủ môn của đội Việt Nam ở giải lần này gồm có Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Văn Toản và Phan Văn Biểu. Văn Toản là thủ môn của Hải Phòng, còn Văn Biểu là thủ môn của Đà Nẵng. Trong quá khứ, Brunei từng một lần đăng cai SEA Games. Đó là SEA Games 20 vào năm 1999. Khi SEA Games cuối cùng, đội tuyển quốc gia bóng đá nam được thi đấu. Tại SEA Games ở Brunei năm 1999, đội tuyển Việt Nam đạt kỳ tích. Cho đến trước trận chung kết chưa một lần để lọt lưới. Thanh Thịnh. Ở mùa giải V-League 2019, Trọng Hùng đã có tiến bộ vượt bậc. Đây là pha tranh bóng giữa Trọng Hùng và số 7 của đội bạn North Samri. Trong ba trung vệ của Việt Nam thì Thành Trung đá ở giữa, Ngọc Bảo bên trái và Tấn Sinh ở cánh phải. Năm cốt của Việt Nam dự SEA 30 là những cầu thủ từng đá giải U20 thế giới ở Hàn Quốc cách đây 2 năm. Những người trước đó đã xếp thứ tư tại giải U19 châu Á. Đường chuyền của Hồ Tấn Tài. Hai cầu thủ được gọi bổ sung cho U22 tại SEA 30 của Việt Nam là Đào Hùng Dũng và Trọng Hoàng. Hùng Dũng có điểm mạnh là cầu thủ rất cân bằng, đá với ai cũng được và công thủ toàn diện. Trọng Hoàng sẽ giúp cho U22 có thêm sự lựa chọn ở các vị trí. Mỗi vị trí nhất có hai người đá tốt. Trọng Hùng sút bóng, pha đổi người hợp lý của thủ môn JPD. Chúng ta xem lại pha đi bóng và dứt điểm của Trọng Hùng.
Sở trường của Trọng Hùng là những pha đi bóng từ cánh vào, đặc biệt là cánh trái, sau đó dứt điểm ở chân phải. Bên cạnh sân động thành phố Bina là những vườn cây tươi tốt. Và cũng rất khó hiểu khi một nước nhiệt đới như Philippines lại sử dụng mặt cỏ nhân tạo ở môn bóng đá. Hoàng Đức. Hồ Tấn Tài. Trong buổi họp báo trước trận đấu thì ông Park Seo đã không ngần ngại nói rằng ông sẽ không đưa vào sân những cầu thủ tốt nhất. Tuy nhiên ông vẫn sẽ tính toán chi li từng trận đấu một và vẫn cần thắng đậm để nếu cần so đo hiệu số bàn thắng thua. Ở SEA Games thì chỉ phụ đầu tiên được xét khi các đội bằng điểm, vẫn là hiệu số bàn thắng thua, sau đó mới đến đối đầu. Thành Thịnh, đội trưởng của Việt Nam tại SEA Games lần này là Quang Hải. Rất có thể ngày hôm nay Quang Hải sẽ vào sân từ ghế dự bị. Sút bóng. Pha dứt điểm của tiền vệ trung tâm Thái Quý. Ở hai cánh của Việt Nam, Hồ Tấn Tài và Thanh Thịnh đều có thể dâng cao rất tốt. Điểm mạnh của Thanh Thịnh là những pha dâng cao và căng ngang, còn với Hồ Tấn Tài là những quả tạt chính xác. Hồ Tấn Tài. Việt Vị. Thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo có những khác biệt so với cỏ tự nhiên. Cầu thủ bên cạnh việc phải chuẩn bị kỹ lưỡng thì vẫn luôn có những sự phát sinh. Hà Đức Trình đã di chuyển xuống phía dưới. Trọng tài chính điều khiển trận đấu ngày hôm nay là ông Al Suleiman, người Oman. Quả phá góc cho U22 Brunei. Pha cản phá của Ngọc Bảo. Người đá phạt góc là Naziruddin. Thêm một cơ hội dành cho Việt Nam, đối mặt. Rất tiếc là không được. Cơ hội bất ngờ xuất hiện. Đáng tiếc là Trọng Hùng đã không thể tận dụng.
Việt Hưng là người đã có pha chuyền bóng cho Trọng Hùng. Trọng Hùng đã không thể chiến thắng thủ môn Zabidi ở tình huống đối mặt. Hiệp đấu rất bận rộn của thủ môn Brunei. Trận đấu lại phải tạm dừng. Các bạn đang theo dõi buổi tường thuật của đài truyền hình Quốc số VC trận ra quân của U20 Việt Nam tại SEA Games 30 của đấu sức với Brunei. Lúc này Việt Nam đang dẫn 2-0 với bàn thắng của Hà Đức Trinh, anh đã ghi cả 2 bàn. Phút thứ 40. Quả phạt góc cho U20 Việt Nam. Thái Quý đá phạt góc. Phóng viên Việt Nam tập trung rất đông phía sau cầu môn của Brunei. Ở các kỳ đại hội lớn thì thể thao Việt Nam có hai đặc sản có thể nói hàng đầu của Đông Nam Á. Đầu tiên là tình yêu, lòng hâm mộ của cổ động viên nước nhà, và sau nữa là lực lượng phóng viên rất hùng hậu. Một pha giữ thăng bằng rất tốt. Tình huống dâng cao của Hồ Tấn Tài. Cầu thủ đã cản phá là Asman. Hoàng Đức đã phạt góc. Một pha câu bóng. Không vào. Vẫn không vào. Vẫn là Thái Quý đá phạt góc. Vẫn còn. Đánh đâu. Pha dứt điểm của trung vệ Tấn Sinh. Tấn Sinh cao đến 1m83. Có thể nói là chưa một giải đấu nào bóng đá Việt Nam có những cầu thủ to cao lực lưỡng như tại SEA Games lần này. Rất nhiều người cao trên 1m80. Đến lúc này thủ môn của Brunei Zabidi đã chơi rất nỗ lực. Đường chuyền của Thái Quý. Hồ Tấn Tài. Bật tường. Pha bật tường hơi sâu. Người đá băng xuống sau tình huống bật tường là Việt Hưng.
một số pha phối hợp của U20 Việt Nam vẫn hơi bị vội. Hoàng Đức là cầu thủ thuận chân trái, anh đã ghi bàn thắng rất đẹp vào lưới Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á. Đỗ Thành Thịnh. Thành Trung. Ngọc Bảo. Hiệp 1 của trận đấu có 1 phút bù giờ. Là những nỗ lực của Brunei để ngăn chặn các pha tấn công đa dạng bên phía Việt Nam. Thêm một quả phạt góc. Cầu thủ đã cản phá là Jaini. Và đúng lúc này, trọng tài người Oman Al-Suleiman đã nổi còi, khép lại hiệp một trận đấu giữa đội Việt Nam và Brunei, trận ra quân của U20 Việt Nam tại SEA Games 30. Hết hiệp một, Việt Nam dẫn 2-0. Hai bàn thắng đều do công của Đức Trinh. Trọng Hoàng vào sân thay cho Thái Quý. Hiệp 2 đã bắt đầu. Ở hiệp 1 của trận đấu, Thái Quý và Việt Hưng là bộ đôi từ trung tâm của ông Quang Sơ. Trong buổi chiều ngày hôm nay, tại bảng A có trận đấu diễn ra cùng giờ với trận đấu chúng ta đang chứng kiến. Hết hiệp 1, Malaysia hòa Myanmar với tỷ số 1-1. Vào lúc 19 giờ ngày hôm nay, chủ nhà Philippines gặp Campuchia. Trong ngày hôm nay, tại bảng B chỉ diễn ra duy nhất trận đấu Việt Nam gặp Brunei. Đến lúc này U22 Brunei chưa thay người. Cầu thủ vào sân thay người của Việt Nam Trọng Hoàng đã từng thi đấu tại SEA Games ở Lào năm 2009. Đó là kỳ SEA Games mà đội bóng của huấn luyện viên Calisto đã để thua Malaysia ở chung kết một cách đáng tiếc. Pha chạy bóng của Asman. Đứng chơi bóng là Hoàng Đức. Ném biên rất nhanh. Trọng Hoàng. Trọng Hoàng là cầu thủ đa năng, khi gần có thể là mũi tấn công bên cánh phải rất lợi hại. Trọng Hoàng cũng có thể đá ở vị trí tiền vệ trung tâm.
vẫn là Hoàng Đức. Hết sức gọn gàng, tỷ số trận đấu được đưa lên 3-0. Cú hat-trick của Hà Đức Chinh. Đây là pha bóng sở trường của Hà Đức Chinh. Đức Chinh mở tỷ số cũng từ một pha phạt góc và đánh đầu. Bàn thắng đưa tỷ số lên 3-0 cũng là một tình huống đúng như vậy. Brunei là đối thủ vô cùng tốt, rất thuận lợi để Việt Nam chỉnh thước ngắm. 9-23 và 4-7 là những thời điểm Hà Đức Chinh ghi bàn. Dứt điểm. Theo như danh sách thi đấu mà ban tổ chức cung cấp cho phóng viên thì cầu thủ mang dòng dõi hoàng tộc số 9 Fakir Bunkyat không đá chính ngày hôm nay. Tuy nhiên thực tế là anh đá chính. Anh đá chính và thường xuyên di chuyển ở phía bên trái trong đội hình của Brunei. Có lẽ là từ đầu trận thì Fakir Bunkyat chưa có bóng một lần nào. Lúc này thì khi hai đội đã đổi sân, chúng ta dễ quan sát số 9 của Brunei hơn. Fakir Bunkyat, dòng dõi hoàng tộc và từng được tập huấn ở Leicester City. Theo thống kê không chính thức thì Fakir Bunkyat là cầu thủ giàu nhất thế giới. Đó cũng là điều rất dễ hiểu. Pha dứt điểm Hồ Tấn Tài. Tình huống vất vả của thủ môn Jabidi. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang đẩy tốc độ trận đấu lên. Có thể Trọng Hoàng vào sân sẽ tạo ra nét mới trong tấn công của U. Chúng ta xem lại pha dứt điểm Hồ Tấn Tài. Hồ Tấn Tài là vị trí đá cánh có thể dâng lên rất tốt. Tấn Sinh. Đội hình cứng của U23 Brunei ngày hôm nay có 3 vị trí tấn công. Là cầu thủ dòng dõi hoàng tộc số 9 Fakir Bunkyat, số 10 Nazirudin và số 30 Bin Said. Tuy nhiên Brunei hầu như không có bóng để tấn công. Cho đến điểm này thì vấn đề đặt ra là Việt Nam sẽ ghi bao nhiêu bàn ngày hôm nay mà thôi. Tấn Sinh là thành viên của Việt Nam dự giải U20 thế giới cách đây hơn 2 năm. Thời điểm đó Tấn Sinh đã cặp trung vệ với Đình Trọng. Lúc này trợ lý huấn luyện viên đang đứng sát đường pitch để thay mặt Đông Phương sở chỉ đạo là Nguyễn Văn Đàn.
người từng là một tiền đạo của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Thành Thịnh. Thủ môn Javidi rất bận rộn, trái ngược với Bùi Tiến Dũng. Kỳ SEA Games đầu tiên của Bùi Tiến Dũng. Em ruột của Bùi Tiến Dũng là Bùi Tiến Dũng cũng góp mặt tại SEA Games lần này. Bùi Tiến Dũng có thể đá hai vị trí trung vệ và tiền vệ trung tâm. Cầu thủ bị đau là Tấn Sinh. Đến lúc này Việt Nam đã thay một cầu thủ, còn U22 Brunei chưa thay người. Tấn Sinh là cầu thủ đã thi đấu thành công tại V-League 2019. Vừa rồi thì Bin Said, đội trưởng Brunei đã phải nhận thẻ vàng. Thẻ vàng đầu tiên trong trận đấu. Đường chuyền rất chính xác. Căng ngang. Rất tiếc là không vào. Cầu thủ đã áp sát cầu môn là Trọng Hoàng. Trọng Hoàng đã 31 tuổi nhưng vẫn thi đấu như một chiến binh. Thể lực rất tốt. Thực sự là tấm gương cho các đàn em. Trọng Hùng đá phạt góc. Bắt vô lê. Đó chính là Trọng Hoàng. Thành Thịnh. Đường chuyền về của Thành Trung. Việt Hưng. Đối mặt. Vẫn còn cơ hội. Không vào. Pha dứt điểm của Trọng Hoàng. Hà Đức Trinh là người đã băng lên. Và sau đó Trọng Hoàng có cơ hội. Tấn Sinh lại bị đau. Trên ghế dự bị của U20 Việt Nam lúc này có lực lượng hùng hậu. Các thủ dự bị đăng ký ngày hôm nay gồm có Đoàn Văn Hậu, Đỗ Hùng Dũng, Tiến Linh, Trần Thanh Sơn, Văn Toản, thủ môn, Đức Chiến, Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, cùng với một người đã vào sân là Trọng Hoàng.
rất có thể là Việt Nam sẽ chơi đến 7 trận đấu tại SEA Games lần này. Cần có lực lượng đông đảo và xoay tua. Sút bóng. Và dứt điểm của Trọng Hùng. Vào sân thay cho Tấn Sinh là Đức Chiến, cầu thủ của Viettel. Bảng chữ vẫn là Đình Trọng, trong khi Đình Trọng không có mặt ở SEA Games lần này. Đức Chiến đã chứng tỏ được rất nhiều ở mùa giải V-League 2019. Trong đội hình Viettel, Đức Chiến có thể đá 3 vị trí: hậu vệ biên, trung vệ và tiền vệ phòng ngự. Đức Chiến vừa rồi vào sân thay cho Tấn Sinh. Cả hai đều cao trên 1m80. Thêm một cơ hội, 4-0 cho Việt Nam. Pha ghi bàn của Triệu Việt Hưng. Tại vòng loại U23 châu Á, Việt Hưng đã ghi bàn thắng rất quan trọng ở trận đấu gặp Indonesia. Pha ghi bàn quý giá ở những phút bù giờ. Trọng Hùng đã chơi rất đồng đội, dùng đầu chuyền bóng cho Việt Hưng. Và cầu thủ người bé nhỏ của Hoàng Gia Lai đã bình tĩnh ghi bàn. Chân trái chính là chân thuận của Việt Hưng. Mọi chuyện diễn ra rất thoải mái với đội Việt Nam. Lúc này Trọng Hoàng đang là mũi công bên cánh phải của U2 Việt Nam. Hoàng Đức được kéo xuống đá cắt tiếp trung tâm với Việt Hưng thay cho Thái Quý. Với những con người hiện có thì ông Quang Sơ có thể thi triển những miếng đánh đa dạng. Rất nhiều vị trí có thể xoay tua cho nhau. Pha phạm lỗi. Thẻ vàng dành cho số 15 Gaini. Chưa ghi bàn nhưng Trọng Hùng đã chứng tỏ được rất nhiều trong vai trò một mũi công bên cánh trái. U22 Brunei đã phải nhận 2 thẻ vàng. Các thẻ vàng của Bisit và Gaini. Pha đá phạt của Trọng Hùng. Các bạn đang chứng kiến buổi tường thuật của đài truyền hình kỹ số VC. Trận ra quân của Việt Nam tại SEA 30 gặp U22 Brunei. Đây là phút thứ 62, Việt Nam đang dẫn 4-0. Trong đó có cú hat-trick của Hà Đức Chinh. Cầu thủ đưa tỷ số lên 4-0 là Việt Hưng. Đội Việt Nam mặc dù đã có được 4 bàn thắng, tuy nhiên một số tình huống diễn ra trên mặt cỏ nhân tạo đã không được như ý. Và có thể khi những đội bóng mạnh gặp nhau, điều này sẽ bộc lộ một cách rõ rệt hơn sự bất lợi khi đá trên mặt cỏ nhân tạo. Tất nhiên trong bóng đá thì khó người khó ta.
Đường chuyền lên của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Brunei thay người. Vào sân là số 2 Jamaluddin. Giữa sân là Gaini. Cầu thủ vừa rồi đã phải nhận thẻ vàng. Đến lúc này Việt Nam đã thay 2 cầu thủ, còn Brunei thay 1 người. Dứt điểm. Lưới của đội bạn đã rung lên nhưng đó là lưới bên. Pha bóng rất quen thuộc của Trọng Hùng. Mùa giải V-League 2019, Trọng Hùng được ghi bàn thắng rất đẹp vào lưới Hà Nội trên sân Thanh Hóa với một pha đi bóng như vừa rồi. Việt Hưng là người đã mở ra cơ hội cho Trọng Hùng. Trọng Hùng dứt điểm sệt vào góc gần. Đường chuyền của Hoàng Đức. Chuyền vào trong. Cầu thủ đã kịp phá bóng là Amiruddin. Một pha mở bóng rất chính xác từ vị trí theo trung tâm của Hoàng Đức ra cánh trái cho Trọng Hùng. Khi đá từ phía dưới thì Hoàng Đức cũng rất nhuần nhuyễn, bởi vì anh là cầu thủ chơi kỹ thuật và đầu óc. Tỷ số đã là 5-0. Hà Đức Chinh, bàn thắng thứ 4 trong trận đấu. Hà Đức Chinh đã khởi đầu SEA Games rất ấn tượng. Trước đối thủ yếu Brunei, Hà Đức Chinh có cơ hội phát huy đầy đủ những phẩm chất của mình, từ những pha làm tường cho đến đánh đầu và tận dụng khoảng trống để dứt điểm. Pha phản công hiếm hoi của UEFA Brunei. Pha phạm lỗi. Thẻ vàng thứ 3 của Brunei. Thẻ vàng dành cho cầu thủ mới vào sân, Jamaluddin. U20 Việt Nam đang dẫn 5-0, vẫn còn thiếu một bàn để có được tỷ số 6-0 như ở vòng loại U23 châu Á.
pha xử lý của Việt Hưng. Hoàng Đức, Thanh Thịnh, Trọng Hùng, Thành Trung là cầu thủ gốc Tuyên Quang, cùng quê với Lương Xuân Trường. Thành Trung có chiều cao 1m82. Trọng Hùng dứt điểm, chưa phải là 6-0. Đưa bóng rất tốt. Hồ Tấn Tài sút bóng. Đó là pha dứt điểm của trung vệ Ngọc Bảo. Trên xe lúc này, Ngọc Bảo là cầu thủ duy nhất của U20 Việt Nam mùa giải vừa qua thi đấu tại hạng nhất. Anh là cầu thủ trụ cột của Phố Hiến. Phố Hiến còn có cầu thủ Việt Kiều Úc Martin Lò, lúc đầu được gọi tập trung. Tuy nhiên danh sách rút gọn thì đã không còn Martin Lò. Một trận đấu nhàn nhã của thầy trò Vang Sơ. Trận đấu sau gặp Lào, sau đây 3 ngày chắc chắn sẽ khó ăn hơn. Bóng đá trẻ của Lào và Campuchia đang có những bước tiến tốt. Trọng Hoàng, và chặn bóng rất tốt. Trọng Hùng sút bóng không vào. Pha cản phá xuất sắc của thủ môn Jabini. Trọng Hùng đã tung ra khá nhiều cú dứt điểm nhưng chưa gặp may. Trọng Hùng chưa ghi bàn nhưng khả năng làm rối loạn hàng phòng của đối phương đã được thực hiện rất tốt. Khi Brunei phản công thì bóng thường dồn vào các vị trí số 10 Naziruddin và số 20 Bin Said. Đến lúc này, cầu thủ dòng dõi hoàng tộc mang áo số 9 Faik Bonkia hầu như chưa tham gia vào các pha bóng tấn công hiếm hoi của U22 Brunei. Đây là Naziruddin. Người bị đau là đội trưởng Bin Said. Đến lúc này, Bin Said là người sâu sáo nhất thành công của U22 Brunei.
Cho đến điểm này, U22 Brunei có thể thay thêm 2 cầu thủ. Các trợ lý của trọng tài người Oman Al Sulaiman ngày hôm nay gồm có các ông Nasser Abusaidi người Oman và Faisal Alawi người Ba Lan. Trọng tài thứ tư là ông Habib Ismail người Ba Lan. Giám sát trận đấu ngày hôm nay là ông Said Mosri của Iran. Giám sát trọng tài là ông Lee Ki-yong người Hàn Quốc. Bảng chữ sai linh tinh hết cả. Hà Đức Chinh rời sân. Vào sân là Tiến Linh chứ không phải là thủ môn Văn Biểu. Huấn luyện viên Bang Sơ thay đổi ở vị trí trung phong. Rất cần một sự làm nóng cho Tiến Linh. Đội Việt Nam đến quyền thay người. Có thể khi vào sân Tiến Linh sẽ tạo ra những nét mới trên hàng công của U22 Việt Nam. Suốt cả thời gian vừa qua, Bùi Tiến Dũng được tập trung cho đội U22. Tiến Linh. Trọng Hoàng. Pha đỡ bóng không được như ý của Hoàng Đức. Đây là cầu thủ dòng dõi hoàng tộc Faik Bonkia. Nếu không nhầm thì chúng tôi chưa nhìn thấy một lần nào anh chạm được bóng. Đường chuyền vào của Trọng Hoàng. Pha phạm lỗi. Lỗi của Ngọc Bảo. Trận đấu ngày hôm nay cũng là một cơ hội tốt để Trọng Hoàng lâu lâu trở lại vị trí tấn công bên cánh phải mà bắt nhịp dần. Brunei thay người. Cầu thủ hoàng tộc Faik Bonkia rời sân. Vào sân là số 12 Muhammad Said. Vòng 3 sờ đấy quyền thay người. Trong khi đó Brunei có thể thay thêm một cầu thủ.
Đường chuyền của Hồ Tấn Tài. Việt Hưng dứt điểm, bóng đập xà ngang. Pha bóng rất bất ngờ của chị Việt Hưng. Không vào. Liên tiếp những pha sóng gió trước cầu môn của Jabidi. Cầu thủ Việt Nam đang triển khai tấn công từ nhiều hướng. Trong hiệp 2 này, cánh phải lại là hướng tấn công chủ yếu của U22 Việt Nam. Ở hiệp 1, cánh trái với Thanh Thích thường xuyên ép đội bạn. Trọng Hùng dứt điểm. Hoàng Đức. Trọng Hoàng. Không vào. Một cơ hội rất tốt để U20 Việt Nam tập dượt những bài đánh biên. Đưa bóng xuống nách hàng phòng ngự, sau đó chuyền ngược lên. Rất nhiều tình huống đã được thực hiện để kéo giãn hàng phòng ngự U22 Brunei. Đến lúc này có lẽ là ông Park Seo đã hài lòng với những gì cầu thủ thể hiện. Nếu khó tính một chút thì có thể suy nghĩ rằng cần phải dứt điểm tốt hơn. Cần phải có được nhiều hơn 5 bàn thắng đến lúc này. Một ngày quá vất vả của thủ môn Jabidin bên phía Brunei. Rất chính xác. Trọng Hùng sút bóng. Tỷ số trận đấu được đưa lên 6-0. Cuối cùng Trọng Hùng cũng đã có được bàn thắng. Tất cả đều chia vui với Trọng Hùng. Cầu thủ đã chơi nỗ lực và hiệu quả trong ngày hôm nay. Trọng Hùng rất nguy hiểm khi có bóng ở bên cánh trái. Tiến Linh là người đã chuyền bóng cho Trọng Hùng. Cú đá chân trái và lần này Trọng Hùng đã ghi bàn. Sáu không đúng bằng tỷ số chiến thắng ở Mỹ Đình hồi tháng 3. Phút thứ 84 của trận đấu. Bàn thắng thứ 7 có thể đến bất kỳ lúc nào.
Đường chuyền của Hồ Tấn Tài, đánh đầu. Và vẩy bóng má ngoài. Thành Trung. Thời gian ở đây Thành Trung là người thường xuyên được bổ sung lên đội tuyển. Điểm mạnh của Thành Trung là thể hình, sự ăn ý với đồng đội ở câu lạc bộ Hà Nội và cả khả năng nếu cần chơi như một trung phong. Thành Trung là một trung vệ nhưng rất hay ghi bàn. Hồ Tấn Tài. Đường chuyền của Thành Trung. Trọng Hoàng. Rất nhịp nhàng. Không biết vị. Vẫn là cầu Việt Nam. Hồ Tấn Tài. Trọng Hoàng. Đến lúc này thủ môn Javidi đã tỏ ra chắc chắn trong cầu môn của Brunei. Mặc dù đã phải 6 lần vào lưới nhà bóng nhưng có lẽ đến lúc này Javidi là cầu thủ chơi tốt nhất bên phía Brunei. Amit. Hồ Tấn Tài. Hiệp hai này cánh phải của Việt Nam rất mạnh. Ngoài sự bổ sung của Trọng Hoàng thì Tấn Tài cũng thường xuyên dâng lên. Đức Chiến đang thay Tấn Sinh thi đấu ở bên phải trong bộ ba trung vệ. Cách đây 10 năm Đức Chiến đã vô địch giải nhi đồng toàn quốc với đội bóng của tỉnh Hải Dương. Sau đó vài năm anh đã gia nhập trung tâm Viettel. Việt vị. Ngày mai ở bảng B có hai trận đấu, Thái Lan gặp Indonesia và Singapore gặp Lào.
trong ngày mai. Sau đây 2 ngày bảng A có lượt trận thứ hai: Philippines gặp Myanmar, Campuchia gặp Timor Leste. U22 Việt Nam sẽ đá trận tiếp theo vào lúc 15 giờ ngày 28 tháng 11, tức là sau đây 3 ngày. Cũng bắt đầu đá vào 15 giờ như ngày hôm nay. Các trận đấu của đội Việt Nam tại SEA Games lần này thi đấu trong giờ đi làm. Khán giả có thể theo dõi một cách tiện lợi qua ứng dụng VTC Now. Hiệp 2 có 3 phút bù giờ. Có thể nói nửa cuối hiệp 2 không khác gì một buổi tập của đội Việt Nam. Cú đá từ xa. Pha bóng có nét đầu tiên của Brunei trong trận đấu ngày hôm nay. Vẫn là đội trưởng số 20 Bin Said. Bin Said là cầu thủ nổi bật nhất trên hàng công của U22 Brunei. Trọng Hoàng. Việt Hưng. Trọng Hoàng. Pha phạm lỗi. Lỗi của Asman Farhan. Pha phạm lỗi rất nguy hiểm. Trọng Hoàng là cầu thủ có thể lực rất tốt. Những lần bị chấn thương, Trọng Hoàng cũng trở lại rất nhanh. Trọng Hoàng thuộc lưới cầu thủ bắt đầu được gọi vào đội tuyển sau khi chúng ta vô địch AFF Cup 2008 dưới thời ông Calisto. Pha treo bóng Hoàng Đức. Sau khi Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 thì trong một trận giao hữu ở vùng vịnh gặp Coes, Trọng Hoàng là tác giả bàn thắng duy nhất của trận đấu. Lúc bây giờ Trọng Hoàng mới 20 tuổi. Và như vậy là trọng tài người Oman Al Sulaiman đã nổi tiếng còi mãn cuộc. 6-0 cho Việt Nam là tỷ số cuối cùng. Chúng ta đã chiến thắng bằng tỷ số của một set tennis đúng bằng tỷ số Việt Nam đã vượt qua Brunei ở vòng loại U23 châu Á. Một chiến thắng đơn giản và ông Park Seo có thể thử nghiệm các vị trí cũng như xoay tua.